Dạ chào cậu bà. Cậu Diệp Lan. Cậu Diệp Lan. Ủa sao bác ở ngoài này? Sao bác không ở trong phòng? À mà chị Hà có trong phòng không bác? Nó đang nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài ngồi để cho nó nghỉ ngơi, sợ làm ồn nó đó mà. Chắc tại hôm nay có nhiều chuyện quá, để cháu vô hỏi thăm cổ một chút. Dạ, không được đâu. Giờ trễ rồi, thôi cậu đi về đi, để cho nó nghỉ ngơi. Thì con chỉ vô hỏi thăm cổ một chút thôi mà, không làm phiền cổ nghỉ ngơi đâu. Bác yên tâm đi. Dạ cậu. Cậu vô cậu làm ồn rồi nó về sao? Nó là nó ghét nhất là trong lúc ngủ mà ai làm phiền nó đó. Hình như bác có chuyện gì giấu chiếm thì phải. Dạ đâu có đâu. Dạ tôi chỉ sợ là nó ngủ không được thôi cậu. Tránh ra. Khốn nạn, mày dám dụ dỗ vợ tao hả? Ông Diệm Lan, ông nói cái gì? Tôi không phải là vợ của ông. Tôi chưa phải là vợ của ông. Ông nói bậy cái gì vậy? Dĩ Hà là vợ của tôi rồi, chuyện này không thay đổi được đâu. Ông Diệm Lan, tôi có bằng chứng ông đã lừa dối Dĩ Hà. Cái chết mà ông giá họa cho ba của Dĩ Hà chính là sự sắp đặt của ông. Dĩ Hà không thể nào là vợ của ông được. Thằng khốn nạn, giết mày! Giết mày! Buông ra! Hình như vậy. Dạ. Buông ra! Anh chạy đi! Buông ra! Chạy đi! Chạy đi con! Dừng lại! Đứng lại! Đuổi theo! Đứng lại đi! Vô con đại ca kìa! Dạ! Buông ra! Ba! Hai người đại ca giỏi lắm. Đại ca sao rồi? Đại ca có sao không? Tao không sao. Thằng khốn đó đâu? Đại ca nó trốn rồi. Đại ca khốn nạn đồ ngu, làm bằng kiểu đó hả? Dạ em xin lỗi đại ca, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày phải chết, mà chết một cách thê thảm.